Tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biến nghiêm trọng tại Ấn Độ với gần 169.900 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua, mức cao chưa từng thấy kể từ khi bắt đầu đại dịch. Với trên 13,5 triệu người đã nhiễm bệnh, Ấn Độ đã vượt qua Brazil, trở thành tâm dịch COVID-19 lớn thứ hai thế giới. Riêng thủ đô New Delhi đang chứng kiến làn sóng dịch thứ tư. Kể từ giữa tháng 1 đến nay, Ấn Độ đã tiêm hơn 100 triệu liều vaccine ngừa COVID-19, nhiều thứ ba thế giới sau Mỹ và Trung Quốc.